Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 06 ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đề án số 409 của Ban thường vụ tỉnh ủy, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Các đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Y Vinh Tơ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Cao Tường Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết số 06 về phát triển bền vững kinh tế xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã thôn bản, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là nghị quyết đầu tiên mang tính chiến lược, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong việc xây dựng, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo một cách bền vững trên mọi lĩnh vực, nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại hạnh phúc cho người dân. Từng bước hiện thực hóa khâu đột phá về phát triển văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã quyết nghị. Đồng thời cụ thể hóa 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Bắt tay vào thực hiện nghị quyết 06 đồng bộ với tổ chức thực hiện đề án 409 của tỉnh và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cả hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện bằng các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng ban hành nhiều các văn bản, cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh và quy định của Trung ương. Tỉnh cũng đã ưu tiên dành nguồn lực rất lớn từ ngân sách nhà nước, từ nguồn vốn tín dụng và nguồn lực xã hội hóa để triển khai thực hiện nghị quyết và các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động được sự vào cuộc chủ động tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Trong 3 năm 2021-2023, tỉnh đã huy động trên 118.000 tỷ đồng để triển khai thực hiện nghị quyết 06 và các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, nguồn vốn tín dụng và huy động ngoài ngân sách chiếm trên 84%. Nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn lồng ghép chỉ chiếm khoảng 16%, tập trung cho các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội có tính lan tỏa, động lực. Bằng sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ, sau 3 năm thực hiện, nghị quyết 06 đã thực sự đi vào cuộc sống. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt hầu hết các mục tiêu chỉ tiêu quan trọng, cốt lõi của các nghị quyết chương trình này. Nhiều chỉ tiêu quan trọng đã vượt xa so với chỉ tiêu chung của cả nước. Hết năm 2023, tỉnh đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã và mục tiêu giảm nghèo bền vững theo tiêu chí quốc gia của giai đoạn 2021-2025 về đích trước 2 năm, hiện thực hóa mục tiêu thu hẹp chênh lệch vùng miền và khoảng cách giàu nghèo. Trong đó, huyện Bình Liêu là huyện dân tộc thiểu số miền núi biên giới đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Đầm Hà và huyện Tiên Yên là hai huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Toàn tỉnh chuyển sang giai đoạn thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều mới của tỉnh, cao hơn 1,4 lần so với chuẩn nghèo của Trung ương theo tiêu chí thu nhập. Bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thay đổi từng ngày. Tính đến hết năm 2023, riêng thu nhập bình quân đầu người tại 67 xã thị trấn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo của tỉnh đã đạt trên 73 triệu đồng một người một năm, tăng 1,7 lần so với năm 2020, cao hơn khoảng 2,8 lần so với mục tiêu chung đến năm 2025 của cả nước về nâng mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số. 100% xã miền núi có đường ô tô đến tận thôn bản, 100% xã thuộc khu vực miền núi, biên giới hải đảo có điện lưới quốc gia, 100% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia, 100% hộ đồng bào được xem truyền hình, được nghe đài phát thanh. Cũng trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã xóa hơn 1.200 ngôi nhà dột nát xuống cấp của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới hải đảo. Công lao rất lớn của hệ thống chính trị vào cuộc, trực tiếp là Mặt trận Tổ quốc. Các cấp đã huy động gần 100 tỷ đồng để thực hiện các công việc do Đảng lãnh đạo. Cựu chiến binh tổ chức chương trình thắp sáng đường quê với hơn 13.000 bóng đèn ở những vùng núi cao, bản trải dài, đầu tư ngân sách rất khó. Nhân dân ngày càng được thụ hưởng các thành quả phát triển của tỉnh đã góp phần quan trọng giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự xã hội nông thôn, tăng cường xây dựng củng cố hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Nhưng bây giờ nhà trẻ em đến trường là được ăn cứ sạo trên 4 cây là được ăn bám chú, không phải đưa đón, một ngày đưa đón 2-3 lần nữa, mà chỉ đến cuối tuần mới phải đi đón thôi. Mà được cái nguồn ngân sách vay vốn là hầu như từ tháng nào, gia đình nào có nhu cầu thì cũng vay được để phát triển kinh tế. Thế nên là những người dân ở về Tiên Yên chúng tôi rất là tự hào
về những sự quan tâm của các cấp. Đời sống đồng bào phát triển hiện nay trông thấy rất nhanh so với năm 2019 trở về trước là một trời một vực rồi. Nhà cửa đẹp, xe con thì nhiều nhà có xe con. Đời sống xã hội của bà con bây giờ nói là mình đang phấn đấu 100 triệu nhưng mà nhiều vị đạt được 100 triệu trở lên rồi. Nhưng mà đây là cái số bình quân của đồng bào thôi. Cho nên là ta đang phấn đấu 2025 là 100 triệu cho tất cả mọi người. Đấy là cái điều mà Đảng, Nhà nước đem đến cho. Chính vì vậy cho nên cái suy nghĩ, cái tư tưởng, cái điều gì có diễn ra không bằng cái thuyết phục của chủ trương chính sách của Đảng mà đưa lại cho nhân dân đời sống ấm no như vậy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Y Winter ghi nhận và chúc mừng những thành tích và kết quả nổi bật quan trọng mà tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thực hiện nghị quyết 06, gắn với 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Kết quả này minh chứng cho những cách làm chủ động sáng tạo mà địa phương đã triển khai thông qua việc đặt mục tiêu của địa phương cao hơn mục tiêu chung của quốc gia. Sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự vào cuộc hiệu quả của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận đồng lòng của nhân dân, Quảng Ninh đã trở thành điểm sáng, là điển hình trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi nói riêng. Quảng Ninh rất là chủ động và thực hiện đầy đủ, hiệu quả và có thể nói là một cái điển hình, một cái hình mẫu để các cơ quan trung ương, đặc biệt là Ủy ban dân tộc sẽ nghiên cứu nhân rộng đối với các địa phương mà có cái điều kiện đặc thù như tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện nghị quyết 06 là thành quả tổng hợp của nhiều nhân tố. Song quan trọng nhất là các quyết sách cùng với nhiều chủ trương về cơ chế chính sách cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh và quy định của Trung ương. Chọn đúng khâu đột phá, xác định đúng trọng tâm là khâu tổ chức thực hiện được chú trọng, gắn trách nhiệm người đứng đầu các cấp các ngành địa phương với phương châm chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20, năm thật, 6 dám, đề cao và thực hành thực chất quan điểm dân là gốc. Trước hết, thành công của chương trình là vì đã xác định đúng mục tiêu và lấy nhân dân là trung tâm, hướng đến mục tiêu hạnh phúc và chất lượng cuộc sống nhân dân. Vì vậy cho nên huy động sức mạnh của nhân dân, trước hết là sức mạnh lòng dân, sức mạnh tổng hợp của khối đại kết toàn dân tộc và nhân lên thành sức mạnh để mỗi người dân biết tự vươn lên làm chủ và vay vốn phát triển sản xuất, tổ chức lại sản xuất và đời sống gia đình theo hướng văn minh hơn và làm chủ sản xuất ở các mô hình kinh tế sản xuất hàng hóa phù hợp với từng vùng miền và đã có sản phẩm, đã gia tăng giá trị. Những kết quả đạt được tạo ra nền tảng vững chắc, khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới trong nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, biên giới hải đảo. Mục tiêu từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội 15 Đảng bộ tỉnh, toàn tỉnh kiên trì nỗ lực, quyết tâm, củng cố thành quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đi sâu triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bền vững gắn với đô thị hóa, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn đạt trên 100 triệu đồng một người một năm. Hết năm 2024 không còn hộ nghèo, giảm 50% số hộ cận nghèo theo tiêu chí của tỉnh. Hết năm 2025 không còn hộ cận nghèo, để tiếp tục xây dựng chuẩn nghèo mới phù hợp với trình độ phát triển của tỉnh. Để thực hiện mục tiêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bám sát đồng bộ các giải pháp đã đề ra tại nghị quyết số 06, đề án 409 và các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với những yêu cầu mới tại nghị quyết số 17 để tổ chức thực hiện. Trong đó kiên trì phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, kiên trì thực hiện phương châm lấy công nghiệp dịch vụ thúc đẩy nông nghiệp, lấy thành thị dẫn dắt nông thôn, kiên trì thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá đề ra tại nghị quyết số 06. Phát triển hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, bảo đảm liên thông tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng và nội vùng, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các mô hình sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi biên giới hải đảo. Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập ổn định cho lao động, nhất là lao động trẻ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi biên giới hải đảo. Phát huy tối đa giá trị nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, con người, văn hóa, vốn hóa các giá trị văn hóa địa phương để phát triển các sản phẩm du lịch dịch vụ độc đáo, khác biệt,
thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng bền vững và phát triển thương mại biên giới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp các ngành các địa phương tổ chức tốt các phong trào thi đua, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống văn hóa cách mạng, tinh thần yêu nước, chủ động sáng tạo và ý chí tự lực tự cường vươn lên của cán bộ đảng viên và nhân dân. Tập trung xây dựng nông dân văn minh từ sản xuất kinh tế, quản trị xã hội, tổ chức đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng, xây dựng thế hệ nhà nông mới tiêu biểu về trình độ, năng lực làm chủ nông thôn, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển, xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, hài hòa, trật tự kỷ cương, an ninh an toàn, văn minh, người dân ngày càng được hưởng cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc. Chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới hải đảo trong sạch vững mạnh, nhất là cơ sở, phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 27 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 06.